Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với các ngành địa phương trong tỉnh để chuẩn bị tổ chức lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2015 với chủ đề Sức sống cội nguồn. Lễ hội là sự kiện văn hóa tiêu biểu của nhân dân các dân tộc Lâm Đồng chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng Đà Lạt và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại sân vận động huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của 12 đoàn nghệ nhân là người dân tộc thiểu số bản địa Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, Mờ Nông đến từ 12 huyện thành phố trong tỉnh và 8 đội cồng chiêng của 8 xã trong huyện Đam Rông. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như chương trình diễu hành xe cổ động tuyên truyền, đêm hội văn hóa Mờ Nông, trồng cây lưu niệm tại khu vực quảng trường trung tâm huyện Đam Rông, hội thi trò chơi dân gian, thi văn hóa cồng chiêng, đêm hội đại đoàn kết, v.v.